xin chào và rất vui khi gặp lại tất cả anh chị em ở trong video ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nói về giá cả của bitcoin ha và kèm theo đó thì chúng ta cũng có thể là nói thêm về những cái thông tin về bầu cử sắp tới nó cũng sắp diễn ra rồi anh chị và cũng như là những cái voting của cộng đồng chúng ta liên quan đến cái cuộc bầu cử liên quan đến bitcoin đến ancon season nữa nha anh chị nhé thì trước khi chúng ta nói đến những nội dung đó thì anh chị đừng quên là có thể là nhấn vào nút like nút đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới và ngoài ra anh chị cũng thể là trading ở trên sàn bybit một sàn thuộc top crypto nha anh chị nhé thì anh chị cũng có thể là trading ở đây cùng team à, để có thể là ủng hộ team luôn. và với thời điểm hiện tại thì cái đầu tiên em muốn nói đến không phải là giá cả hay là phân tích kỹ thuật anh chị. chúng ta sẽ nói đến nó ở sau à, những cái thông tin à, quan trọng nha anh chị nha. thì cái thông tin quan trọng nhất ở thời điểm này đó là cái cuộc bầu cử à, tổng thống mỹ ở 2024 nhà chị. và hiện tại thì trump đang có cái mức tỷ lệ đắc cử khá là cao là 57,7% và trong khi đó thì Harris đang chiếm con số là 42,4% anh chị. và với những con số này cho thấy rằng là cuộc bầu cử hiện tại nó đang có cái tỷ lệ rất là xuất sao nha anh chị nhá và trong ngày hôm qua thì em có làm một cái dạng à, như là voting anh chị ha ở trên telegram và cũng như là ở trên youtube luôn thì với 230 anh chị em ở trên youtube cảm ơn tất cả anh chị em ở trên youtube nhá và cũng như là 166 anh chị em đã vote ở trên telegram chúng ta đã có một cái kết quả rất là rõ và nó cũng đồng thời À, cho chúng ta thấy là cái quan điểm của cộng đồng của chúng ta à, của anh em trong cộng đồng mình nó như thế nào luôn đầu tiên chúng ta thấy rằng là với cái yếu tố em đặt ra là chum mà thắng cử thì bitcoin tăng À, nó chiếm con số là 44% ở trên YouTube anh chị rất là nhiều luôn ha và cũng như con số này là 52% ở trên Telegram tức là sao anh chị cộng đồng của chúng ta đang rất là muốn thấy châm thắng cử để Bitcoin có thể là tăng và tăng mạnh hơn nữa bởi vì là thời gian vừa qua thứ nhất anh chị thấy cái sự hợp tác uh, giữa cái tỷ phú Elon Musk anh chị thì anh chị biết rằng là tỷ phú Elon Musk thì trước đây là đang ủng hộ cho đảng dân chủ ha anh chị ha và sau này á, thì lại chuyển thế chuyển qua là ủng hộ cho ông Trump ủng hộ ông Trump và chỉ trích lại dân chủ anh chị thì ông khá là bị chèn ép ở trong cái thời kỳ mà Biden ông đang tại chức nha anh chị nha. Cho nên là em nghĩ rằng Elon Musk á, thì một người làm công nghệ mà cần phải bay bổng, cần phải có nhiều cái chính sách nó mở hơn cho ông thì ông mới làm được để mà có thể là phát triển. Và vì vậy á, là khi mà ông ủng hộ cho Donald Trump mà ổng cũng lại là một fan của crypto của meme coin nữa anh chị thì nếu như mà châm lên á, thì Elon Musk nhảy vào có thể là tạo ra rất là nhiều cái cơ hội cho thị trường crypto này nha anh chị nha đó là cái quan điểm đầu tiên khi em đang thấy về cái yếu tố là châm thắng thì bitcoin tăng thì mọi người đều đang muốn thấy là châm thắng và cái tiếp đến cái cũng có con số rất là cao anh chị đó là thắng hay thua có nghĩa là cái bầu cử ra sao á, thì không quan trọng À, cuối cùng thì Bitcoin cũng sẽ tăng Thì nó sẽ kiếm con số là 27% Ở trên uh, Youtube ha chị Ha Và con số này là con số cũng khá là Tương tự ở trên Telegram Với con số là 25% Có nghĩa là thắng hay thua thì Bitcoin cũng tăng Và em cũng là một người đang rất là thích cái ý là Dù có thắng hay thua đi chăng nữa Có Harris lên hay là Donald Trump lên Thì cái khả năng Bitcoin nó vẫn sẽ tăng thôi Em thấy cái khả năng này rất là cao ha Và nếu chúng ta nhìn vào một cái tấm hình À, tấm hình này cũng đã có rất là nhiều câu hỏi của anh em ở trong cộng đồng chúng ta hỏi về cái vấn đề là à, nó tăng lên như vậy là với cái lý do gì thì anh chị thấy là ở cái thời điểm là khoảng 2012 ha cũng tháng 10 nha anh chị thì chúng ta có một cái sự tăng trưởng lên rất mạnh rồi tiếp đến là 2016 thì cũng tăng trưởng lên rất là mạnh ở những cái thời điểm về bầu cử ở tháng 10 11 đó anh chị 2020 cũng tương tự như vậy à, qua mỗi năm chúng ta thấy rằng là Bitcoin đều tăng ở trong cái thời điểm mà bầu cử diễn ra và có một anh em á có đặt câu hỏi như sau đây anh em này đọc câu hỏi khá là hay luôn anh chị đó là bầu cử mỹ cùng năm với bitcoin hai vinh thì cuối cùng là bitcoin nó tăng do cái gì đúng không bitcoin nó tăng do cái gì thì đương nhiên á cái câu hỏi nói về cái vấn đề là bitcoin hai vinh những cái năm này đều là những năm hai vinh anh chị đều là những năm hai vinh luôn và với cái sự tăng trưởng mà nó lại trùng hợp với lại thời điểm của bầu cử mỹ anh chị thì em thấy rằng là nó có sự liên quan chứ không phải là không có nghĩa là khi hai vinh là cái chu kỳ của bitcoin nó đã tăng trưởng rất là nhiều năm rồi nha anh chị rất là nhiều năm rồi cứ đến kỳ hai bên nó tăng là cái thứ nhất thứ nhất đó là cái chu kỳ của bitcoin chu kỳ của thị trường cái thứ hai á, là nếu như mà cái đợt tổng thống mới ra nó cũng có một cái sự kích hoạt anh chị Mỹ là một trong những quốc gia, những cái cường quốc rất là lớn Thì nó sẽ có những cái yếu tố đi theo những cái cuộc bầu cử này Ví dụ như một cái vị tổng thống, ví dụ như ông Trump đi Ông mà, thời gian tới ông mà lên mà nắm chức đi anh chị Thì anh chị sẽ thấy rằng là sẽ có rất là nhiều À, những cái liên quan đến là địa chính trị nó xảy ra ha, anh chị à, rất là nhiều những cái cuộc chiến tranh thương mại có thể là sẽ tiếp tục xảy ra với lại Mỹ và Trung Quốc nó có thể là kéo dài ra và đương nhiên là khi ông châm lên đó, thì khả năng rất là cao là ông sẽ đề nghị về một cái hướng hòa bình và nếu mà có chiến tranh xảy ra chỉ có chiến tranh về kinh tế thôi à, và với những cái việc mà ông châm ổng lên ông làm á ở ví dụ ông mang lại hòa bình này và ông có thể là gây ra thêm những cái rủi ro về địa chính trị nữa thì cái việc Bitcoin nó tăng là bình thường anh chị và kể cả một cái tình huống là liên quan đến tài chính luôn đó là lạm phát đó là thuế nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân khi người dân có nhiều tiền hơn ở trong túi từ người lao động phổ thông đến người giàu cái lượng tiền nó dồi dào hơn đó, thì quốc gia đang rất là mạnh và họ có thể là sử dụng số tiền đó để có thể là rót vào những cái khoản đầu tư ví dụ như là đầu tư tài chính đó và đó cũng là một cái lý do mà nếu mà thị trường nó bình ổn thì người dân sẽ có tiền dư giả đó hơn có thể là mua sắm có thể là đầu tư và đồng thời cũng sẽ giúp cho những cái thị trường như là bitcoin nó tăng trưởng tốt nha anh chị nhé và, nếu mà chúng ta nói đến cái vấn đề là ai là cái người giỏi hơn ai á thì anh chị có thể thấy chum xuất phát điểm của ổng là học hành rất là cao học rất cao luôn anh chị và sau đó ổng làm về mảng bất động sản và tài chính à, rất giỏi nha ông chum ông chum rất giỏi về kinh tế và tài chính và kể cả là chính trị À, ông chim rất là giỏi và em cũng rất là thích ông chim lên cái ghế này và nếu mà chúng ta so với bà Harris đi bà Harris đó, chắc chắn nếu mà chúng ta so sánh về cái trình độ về tài chính kinh tế không ai ông chim được cái này chúng ta phải nhìn vào cái học thức và cũng như là cái trải nghiệm cái thực chiến ha thì anh chị thấy rằng là ông chim rất là nhẫn hơn với bà Harris và với cái chính sách của bà Harris thời gian vừa qua em có đọc em tìm hiểu thì nếu trong cuộc bầu cử này bà Harris mà bà đắc cử đi hả chị ha thì cái chính sách của bà là gì là sẽ đánh thuế rất là cao vào những cái người giàu đánh thuế rất là cao vào những cái người giàu anh chị và lấy cái thuế đó để đi vào một cái cách là giúp cho những người lao động nghèo bằng cái cách là gì anh chị à, bà sẽ lấy ra một cái ví dụ là cái tình trạng mà thiếu nhà ở đang rất là trầm trọng ở Mỹ thì bà sẽ hỗ trợ những người lao động thấp à, những người lao động nghèo anh chị là 25.000 đô 25.000 đô nhưng mà ở đây anh chị phải phân tích là 25.000 đô như thế nào. 25.000 đô đó, bà nói ra là có nghĩa là sẽ hỗ trợ thanh toán khi mà những người lao động có cái mức lương thấp, họ mua nhà lần đầu. Có nghĩa là chỉ hỗ trợ cho người dân mượn 25.000 để thanh toán ở trong cái thời gian đầu tiên khi họ mua nhà thôi. Và anh chị thấy là hỗ trợ bằng cách cho mượn như vậy á, đánh thuế ở trên cao xong xuống dưới dân, dân nghèo á thì nó vẫn chưa thoát nghèo mà đánh xuống dây dân rồi cho mượn nữa thì em thấy rằng nó không hợp lý. Thay vì đó, thay vì những cái cách đó thì ông Trâm lại có một cái cách hay hơn mà em thấy rằng nó sẽ giúp cho những cái người lao động phổ thông những cái lao động nghèo á, họ có thể là uh, có thêm cụ để, cụ ăn cụ để bằng cách là gì? Ông sẽ cắt giảm rất là nhiều những cái khoản thuế và trong đó nổi bật khi em, em tìm hiểu là những cái khoản thuế liên quan đến việc là uh, những cái tiền tiếp anh chị, những cái tiền bo anh chị ha ví dụ anh chị làm dịch vụ anh chị bưng bê anh chị nấu ăn anh chị pha chế bất cứ những cái ngành nghề mà nó lao động bình thường lao động phổ thông lao động nghèo họ lao động tay chân họ cũng có thể làm được đó thì họ thì ông sẽ không đánh thuế ông sẽ không đánh thuế cái tiền bo và ông cũng sẽ không đánh thuế cái tiền overtime có nghĩa là cái tiền làm gọi ở việt nam mình gọi là tăng ca đó anh chị là ông cũng sẽ không đánh thuế luôn đó. thì có phải là ông đang trực tiếp à, một cách trực tiếp luôn để hỗ trợ người dân thay vì là cái chính sách của Paris là đi chơi cái đòn là đánh thuế những cái thằng người giàu xong rồi xuống cho dân mượn tiền chơi vậy thôi rồi cuối cùng dân nó lại nợ ngân hàng lại rồi nó lại vào cái vòng lặp là nợ đi nợ lại và dân nó sẽ chết nó cũng chả có của ăn cụ để gì cả đó, thay vì đó thì tại sao họ làm việc anh không cắt giảm bớt cái khoản thuế đi cho họ đi giúp cho họ khỏe đi họ có của ăn cụ để đi thì lúc đó là người dân mặt bằng chung họ sẽ có tiền và cái cuộc sống về tài chính kinh tế của người dân nó sẽ ổn định hơn đó và và với những cái vấn đề đó thì ông cũng có thể là kìm hãm được cái sự lạm phát cái sự gia tăng về tỷ lệ thất nghiệp các thứ ở trong một cái nền kinh tế Mỹ đang rất là hỗn loạn ở thời Biden như thế này anh à chị thì cá nhân em thì em vẫn thấy là châm nên đắc cử đi bởi vì là ông sẽ làm kinh tế giỏi hơn đơn giản là như vậy thôi nha anh chị nha còn về những cái vốt này thì cảm ơn tất cả anh chị nói chung là nó cũng chỉ ra cho thấy rằng là anh em vẫn đang có một cái xu hướng là muốn thị trường tăng hơn muốn thị trường tăng hơn anh chị thì à, bây giờ chúng ta nên nhìn lại về bitcoin một tí ở cái khung thời gian nó dài là khung tháng nha anh chị nha và chúng ta cũng sẽ cùng nhau đề cập đến cái vấn đề là ở trong cái thời gian bầu cử diễn ra à, thì cái giá cả như thế nào và liệu rằng là nó có thể là gia tăng cái sự tăng trưởng hay không thì anh chị có thể là nhìn khung tháng thì hầu như là cứ đến cái thời điểm bầu cử là tăng và nó cũng trùng với lại cái chu kỳ hải bình thì anh chị cũng đã được em giải thích rồi ha ai chống cử hay không đi chăng nữa nói chung là khi họ lên đó, thì họ cũng sẽ muốn cho cái nền kinh tế tốt và khi mà nền kinh tế đạt được cái dấu hiệu tốt cái dấu hiệu ổn định hơn đó thì dòng tiền nó sẽ được nở ra nó sẽ được mở rộng ra hơn và nó sẽ chảy vào thị trường crypto này được hơn nhiều hơn anh chị ha đó và với cái những cái khung thế như thế này Chúng ta thấy rằng là Thời gian tới cái khả năng cực kỳ cao Bitcoin nó sẽ tiếp tục di chuyển tăng lên à, di chuyển tăng lên Nhưng mà cái cú tăng lần này Nó sẽ không có giống So với những cái năm như là 2012, 2016, 2020 Nó tăng rất là nhiều anh chị Những cái năm đó Nó tăng một lần cả mấy ngàn phần trăm Đấy, Ví dụ như là Ở 2012 nó tăng lên 14.800% Quá kinh khủng anh chị Hay là ở cái thời điểm là 2016 nó tăng lên là bao nhiêu 3.000% Thì khi giá nó càng thu Khi giá nó càng cao á Ờ, thì anh chị cần phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua bitcoin cho nên là cái tỷ lệ để mà nó tăng một phát lên mấy triệu đô thì em nghĩ rằng là không có đâu nha tỷ lệ lên trăm ngàn đô là ok nó vẫn có thể là xảy ra thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cùng ngày đối với cái chạc này để chúng ta xem là những cái năm như là 2020 á, trước bầu cử và sau bầu cử như thế nào anh chị thì trước bầu cử ở 2020 anh chị thấy câu chuyện gì diễn ra ở khung ngày nha anh chị ở khung ngày nha em sẽ zoom lại nè trước bầu cử ở 2020 thì ngày 1 tháng 10 trở đi là thường là họ đang chạy đua những cái chiến dịch để tranh cử rồi anh chị thì anh chị thấy rằng là thời điểm đó thị trường nó sẽ ngụ lại trước tháng 10 thị trường nó sẽ ngụ lại nha anh chị đó, và đến tháng 10 thì sao anh chị thị trường bắt đầu là phục hồi lên đó, thị trường bắt đầu phục hồi lên và tăng trưởng Và ở trong cái thời gian bầu cử Là thường là ngày 5 là bắt đầu diễn ra đúng không anh chị Thì những cái ngày như là ngày 6, ngày 7 Nó sẽ có kết quả đó, Sau đó một thời gian nó sẽ có kết quả một hai ngày Thì anh chị thấy rằng là cái thời điểm Ở 2020 là ngày mùng 5 nè anh chị nè Đây em sẽ zoom lại cho anh chị nhìn cho rõ hơn nhé Ngày mùng 5 chúng ta thấy rằng là gì 5 tháng 11 năm 2020 chúng ta có một cái nến rất xanh nhưng mà mùng 6, mùng 7 à, Khi mà có kết quả đó anh chị Mùng 6, mùng 7 nè Nó đỏ rồi nha anh chị Nó điều chỉnh nhẹ xuống đó, điều chỉnh nhẹ xuống và sau đó nó tăng trưởng lên Đây là một cái dấu hiệu rất là hay nha anh chị nha à, Và thì đó là 2020 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến thời điểm là 2016 Để xem nó có có giống nhau với cái tỷ lệ tăng trưởng trước và sau uh, cái cuộc bầu cử hay không nha anh chị Thì ở đây 2016 anh chị thấy là gì Cuộc bầu cử trước khi diễn ra chúng ta có cái dấu hiệu điều chỉnh rất mạnh xuống Dấu hiệu điều chỉnh rất mạnh xuống anh chị. Và đến tháng 10 anh chị thấy sao ạ? À chúng ta di chuyển chúng ta tăng lên. Di chuyển tăng lên rất là mạnh nha anh chị nha. Thì ở thời điểm đó thì ở trong cái uh, ngày mùng 5 mùng 6 thì nó ra sao? Đó à, mùng 5 mùng 6 là nó nằm quanh quanh này, mùng 5 mùng 6 là anh chị, mùng 7 này. Thì lúc đó là trước bầu cử thì nó cũng có sự điều chỉnh xuống và sau đó thì nó tăng lên anh chị. Ở à, trong ngày bầu cử nó cũng giảm xuống và sau đó thì nó tăng lên. Thì khi em nhìn 2 năm thôi nha, em chỉ nhìn 2 năm thôi, em không nói 2012 làm gì cả. Em nhìn 2016 và cũng như là 2020 là chúng ta sẽ điều chỉnh trước tháng 10 điều chỉnh trước tháng 10 và sau đó là tăng ở trong những cái tháng 11, 12, 1 tháng 2, tháng 3 sau đó anh chị ha. Thế anh chị thấy là gì ở thời điểm này 2024. Trước đó Bitcoin là sao anh chị điều chỉnh đúng không anh chị? ở điều chỉnh và thời gian vừa qua cái mà em nói em đang phân tích với anh chị là chúng ta đang thoát xu hướng giảm đó. Là ở tháng 10 chúng ta bắt đầu là thoát xu hướng giảm và tiếp tục di chuyển tăng lên. Và đây là một dấu hiệu tốt đây là một dấu hiệu tốt anh chị và trong những ngày tới khi mà bitcoin cũng đang điều chỉnh như thế này rồi á thì nó vẫn có cái khả năng là điều chỉnh nhẹ xuống trước anh chị ha điều chỉnh nhẹ xuống trước và tiếp tục gia tăng lên đó đó là cái em muốn thấy và thời điểm này thì cũng có rất là nhiều anh em uh, đang nói chuyện về cái vấn đề là bây giờ Ancon nó nét quá uh, thực tế là mà nói với anh chị là tại sao nó nét uh, tại sao nó nét để em nói ra cho anh chị biết về cái ý ý của em là tại sao nó nét luôn nha anh chị thấy rằng là thời điểm này bitcoin đang tăng lên À, Ancon thì giảm Cứ Bitcoin giảm một tí 1-2% Ancon giảm 5-6% Thì cái lý do anh chị Là hiện giờ dòng tiền đang phải đổ về Bitcoin Đang phải đổ về Bitcoin Để xây lên một cái con sống tăng của Bitcoin Anh chị anh chị phải nhớ về cái phương pháp em à, Anh chị phải nhớ về cái cách dòng tiền nó chạy ha Dòng tiền nó sẽ chạy từ đâu anh chị Từ đô la này đúng không? Sang Bitcoin này đúng không? bitcoin tăng rồi đúng không? bitcoin tăng rồi nên eth nó sẽ đu theo và khi mà eth này đu theo thì những cái con thuộc về cái nhóm ancon sẽ như thế nào anh chị tăng đơn giản là như vậy thôi thì ai nắm hàng ancon ở thời điểm vừa qua những cái vùng giá đáy vừa qua thì anh chị yên tâm đi à, nó vẫn sẽ tăng trưởng được tốt thôi à, anh chị đang nằm những cái vùng giá đáy khá là tốt rồi à, anh chị ha nằm những cái vùng giá đáy rất là tốt rồi bây giờ thì bắt buộc là nó phải kéo cái dòng tiền về cho thằng bitcoin đã bitcoin nó tăng thì anh có nó mới tăng được anh chị và anh chị chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi để chúng ta xác nhận câu trả lời rằng là chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng hay không nha chị nha trong cuộc bầu cử sắp tới thì em thấy cái khả năng nó tăng trưởng lên rất là cao và nếu anh chị muốn xét TB anh chị nào mà muốn xét TB em sẽ chỉ cho anh chị cách tìm kiếm cái điểm TB nha chị để anh chị có thể là biết là giá cái khả năng nếu mà nó tăng trưởng nó sẽ đến đâu ha thì anh chị nào mà có cái dự đoán của mình á anh chị có thể là comment xuống dưới anh chị có thể là comment xuống dưới video này nha về cái dự đoán của anh chị đi để xem thử rằng là sau khi anh chị comment á anh chị vào anh chị xem tiếp là em có dự đoán Giống như anh chị hay không nhá Thì với cái cách dự đoán của em Là em sẽ sử dụng lại cái Fibo mở rộng uh, Fibo Extension nha anh chị Đây, thì chúng ta sẽ kéo từ cái vùng đáy ở 2020 Lên trên cái thời điểm là vùng đỉnh ở 2021 Và quay trở lại cái vùng đáy ở thời gian vừa qua là 2022 Để chúng ta có những cái mốc Fibo tăng trưởng lên trên này Anh chị thấy rằng là chúng ta hiện giờ là Đã vượt qua được cái ngưỡng là 0.618 Tức là 55.100 đô rồi Và chúng ta đã được hỗ trợ luôn Anh chị thấy nhá. Fibo nó luôn có những cái tín hiệu rất là tốt về hỗ trợ và kháng cự cho anh chị hỗ trợ này hỗ trợ này hỗ trợ này có thằng nào mà đâm xuống hay không anh chị chưa có thằng nào đâm xuống cả và với cái lý do này chúng ta thấy rằng là cái khả năng nếu thời gian tới mà con sóng tăng nó tiếp tục di chuyển thì chúng ta sẽ có những cái mốc target như là khoảng 80 000 đô và cao hơn nếu đúng cái con sóng mà nó chạy anh chị ví dụ như con sóng 123 đúng không anh chị thì con sóng mà thứ ba nó sẽ chạy á thường là lên target là 1.618 đây là cái target xa nhất mà thường con sóng lớn nhất ở trong á, mà nó chạy là 1.618 anh chị và sau đó thì nó sẽ có những cái sự điều chỉnh thì với những cái chiến lược như hiện giờ em đang trading là em đang long đúng không anh chị em đang long nha hôm qua thì em đọc uh, ở trong video thì có anh em nè kêu em khuyên người khác sót em không có sót <laughs> em không có sót nha Em chỉ phân tích là giá nó rơi thôi Còn cái vấn đề hiện giờ là em vẫn đang ủng hộ cho phe long Anh chị lưu ý là như vậy Thì với cái lệnh long của em á Thì anh chị thấy rằng là cái target đầu tiên khi nó đến là đâu anh chị 80.000 đô Anh chị em đang lon là gì lon ở khung ngày Anh chị lưu ý nhá Và cái target này là một cái target rất là à, Có thể là đạt đến ở trong thời gian tới Rất là dễ đạt đến trong thời gian tới Đó, Đây là 80.000 đô Và nếu cái trường hợp nó phá ra khỏi 80.000 đô này thì anh chị cứ cứ chờ đi là giá nó chỉ có xanh xanh, những cái nến màu xanh đâm thẳng liên tục lên trên thôi. Sẽ rất là sớm để chúng ta đạt đến 100.000 đô và lý do gì? Để anh em không muốn Bitcoin đạt 100.000 đô em hỏi thiệt á, lý do gì? Anh em không muốn Bitcoin đạt 100.000 đô. Riêng em em rất là muốn nha. Thay vì bây giờ em nói với anh chị là Bitcoin 60.000 đô nghe rất là chán đúng không anh chị? Uh, thì trong thời gian tới nếu chúng ta nói con số là uh, Bitcoin hôm nay đã đạt ngưỡng là 100.000 đô Nghe nó có vẻ là nó thú vị hơn hay không anh chị uh, Đó là cái mà em cũng đang đang rất là mong mong chờ để em có thể làm video với cái câu là Bitcoin đã đạt 100.000 đô rồi anh chị ơi uh, Em rất là mong cái câu đó sẽ xảy ra sớm thôi nha anh chị nhé Rồi thì nãy giờ chúng ta đã nói khá là nhiều về bầu cử này, về ha vinh các kiểu rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến cái vấn đề trading À, chị chúng ta sẽ về cái khung thời gian là 4 giờ nha chị nha và với bitcoin ở thời gian vừa qua anh chị thấy rằng là gì ở trong cuối tuần à, em không có làm video ở cuối tuần nha anh chị thì anh chị thấy rằng là giá cả đã di chuyển ra ngoài à, đã di chuyển ra khỏi cái đường hỗ trợ của nó trước đó và nó đang biểu thị rằng nó vào một xu hướng giảm ở trong ngắn hạn ở trong 4 giờ nha anh chị và với xu hướng giảm này thì em đã nói với anh chị khá là nhiều về cái cách setup lệnh lon của em rồi là em vẫn đang có một cái lệnh treo ở khoảng là sáu mươi chín thời gian cuối tuần vừa qua à, em có bot tin ở trên telegram thì anh chị nào chưa tham gia telegram có thể là tham gia của em nhá thì em đã hiện tại là dc thêm một lần nữa về cái lệnh long rồi thì anh chị thấy rằng là cái thì với cái lệnh của em á, thì giờ em đang nằm ở khoảng là 68 nha anh chị entry của em đang nằm ở 68 800 quanh quanh khu vực này nè à, thì thời gian tới bitcoin sẽ ra sao nó sẽ tăng được hay không và nó sẽ giảm thì nếu mà có giảm thì giảm tới đâu thì hiện giờ để chúng ta làm rõ hơn thì em sẽ tạm ghét 4 giờ lại nha chúng ta sẽ về cái khung thời gian nó sâu hơn một tí anh chị đó là một giờ để chúng ta xem về những cái chuyển biến về giá của nó cái hành vi giá của nó ra sao thì đối với một giờ đi anh chị ha đối với một giờ chúng ta có một cái trên giảm khá là rõ ở đây anh chị có thể là nối những cái đỉnh nhiều nhất có thể lại và cũng như là những cái đáy nhiều nhất có thể lại nha anh chị nha chúng ta thấy rằng là gì chúng ta đang nằm phải di chuyển ở trong một cái trên giảm đang nằm và di chuyển ở trong trên giảm và tức là sao chúng ta chưa thể thấy dấu hiệu tăng ngay lập tức được Đó. cái quan trọng ở đây là gì là giá nó phải điều chỉnh trước tin anh chị ờ, giá nó sẽ điều chỉnh trước tin để nó làm sao anh chị nó rũ bỏ được nhiều hàng nhất tức là từ ancon đến bitcoin những anh em là mới mua thời gian vừa qua đang có lời mà bây giờ bị âm lại đi chẳng hạn thì mọi người phải cắt lỗ hoặc là nó có thể là về những cái vùng giá sâu hơn để quét SL những cái lệnh lầu nha anh chị nha cho nên là em mới kêu anh chị là nên trade 5 ít và cao lắm là 10 ít thôi và phải chia nhỏ cái số vốn ra để vào từng mức giá có nghĩa là giá ở trên này rơi xuống đúng không ạ? Vào một lần, giá ở trên này rơi xuống đúng không anh chị? Vào một lần hai. và cứ như thế cứ như thế thì cái lệnh của anh chị sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thay vì là anh chị vào vốn hết, anh chị đặt hết niềm tin vào đây thì nó rất là nguy hiểm. Thì cái em muốn thấy á, là nó sẽ có khả năng là điều chỉnh xuống và bứt phá hoặc có thể là tăng trưởng luôn ở thời điểm này và cái chúng ta cần và các em cần là nó phải vượt ra cái ngưỡng là khoảng 70.000 đô ở thời điểm này nha chị vượt ra khỏi cái ngưỡng 70.000 đô để xác nhận đây là một tình huống rất cao và tăng trưởng mạnh lên trên đó là cái em muốn thấy à, nó một cái sự đảo chiều và tiếp tục di chuyển cái xu hướng tăng vì khi chúng ta quay trở lại cái ngưỡng thời gian là 4 giờ à, thì em vẫn ưu tiên về cái vấn đề là nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn bởi vì anh chị phải để ý ở chỗ là gì là nếu anh chị áp dụng và cái phân tích về xu hướng à, nhìn về cái hành vi giá để xác định xu hướng chúng ta đang thoát ra rồi anh chị à, chúng ta nhìn nè. chúng ta đang thoát ra khỏi xu hướng giảm rồi và khi mà chúng ta thoát ra được khỏi xu hướng giảm thì chúng ta cần một cái nhịp cuối thôi anh chị một nhịp cuối cùng để quyết định rằng là có một cái all time high mới hay không. Đó là gì là nó phải tạo ra một cái đáy sâu ha, tạo ra một cái đáy sâu. Nó cao hơn cái đáy trước này và cái đáy trước ở đây của nó là khoảng 59.500 đô. 59.500 đô thì với cái lực tăng nó đã kéo dài từ cái thời điểm là khoảng ngày à, à, mùng 5 tháng 8 cho đến giờ rồi anh chị, liên tục tạo ra những cái đỉnh đáy cao hơn như thế này thì em tin rằng chúng ta sẽ tăng trưởng và vượt ra khỏi cái đỉnh vừa qua chúng ta thiết lập ở đầu tháng 3 của năm 2024 ở trong thời gian tới sớm thôi anh chị ơi đây là cái dấu hiệu mà em muốn thấy bitcoin nó tăng trưởng ở trong thời gian tới nha và với những cái dấu hiệu đó thì chúng ta cũng có thể là kết hợp thêm à, kết hợp thêm nữa anh chị à, thì bằng cách là chúng ta xem xét thêm về cái chỉ báo là cluster goal nha anh chị nhé thì đối với cluster goal à, chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề là khi giá nó lên trên cái ngưỡng là khoảng 71 tứ là chúng ta đang ở quá mua rồi chúng ta không nên lo nữa anh chị anh chị thấy rằng là từ quá mua từ vùng kháng cự này nó đã rơi xuống nó đã rơi xuống và chúng ta đã đến đâu anh chị quá bán à, chúng ta đã đến quá bán rồi à, và cái tỷ lệ nó sẽ phục hồi trong tuần này khá là cao vẫn rất là cao anh chị nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ một cái nhịp ở khung ngày cái nhịp ở khung ngày này thì em đã nói đến lần này là lần thứ ba rồi về cái trên line ở trong chỉ báo cluster của chúng ta à, nó chỉ còn cách một đoạn nữa thôi anh chị thì cái tỷ lệ nếu như khung ngày chúng ta điều chỉnh về về anh chị về tới cái trên line này nè anh chị nè đây về tới đây và tiếp tục tăng lên à, khu vực của bán mua thì nó cũng đồng thời với thời điểm đó nó về khoảng 0.5, 0, 0 18 là sâu nhất có thể nha anh chị. À, để nó tiếp tục tăng. Thì đây là cái mà chúng ta cần phải chờ ở khung ngày để chúng ta xác nhận rằng là nó tăng được hay chưa. À, hiện giờ thì anh chị thấy rằng nó vẫn giữ, nó vẫn giữ được ở cái ngưỡng là quickly lâu nhưng mà đối với cái trên tăng nó của nó ở trong 4 giờ đây. Đây cái trên tăng của nó ở trong 4 giờ thì nó mới bị phá ra và cái tỷ lệ nó còn rơi xuống tiếp là có À, tỷ lệ nó rơi xuống cái ngưỡng này rất là cao anh chị khoảng 65.500 đổ về khoảng là 64.000 hoặc em tắt cái lót chạc này đi thì nó rơi tầm khoảng 66.000 đổ về khoảng 64.500 đó đó là cái mà em đang thấy nha chị và đó là cái mà em đang muốn hướng đến một cái tỷ lệ là tăng trưởng vẫn có thể là tiếp tục diễn ra chúng ta trade ở đây một phần cũng có liên quan đến tin tức chúng ta vẫn phải đề phòng tin tức nhưng một phần chúng ta trade là gì từ hỗ trợ đúng không anh chị giống như đợt trước từ hỗ trợ dưới này Chúng ta loan lên tới kháng cự, từ kháng cự chúng ta sót về hỗ trợ, từ hỗ trợ uh, giá tăng lên và cứ như vậy chúng ta trade thôi. Đó thì nó sẽ là trade hỗ trợ và kháng cự, trade từ vùng giá đến vùng giá. Uh, chứ chúng ta không có phải là đặt quá nặng cái vấn đề tin tức là cái lệnh trade. Uh, có rất là nhiều anh em hiểu nhầm về cái vấn đề đó. Bình thường thì chúng ta trading thì anh chị nào trade cũng vậy thôi, cũng có kháng cự, cũng có hỗ trợ. Cũng có vùng này, vùng kia, vùng đệm, vùng FMC, vùng thế này, thế nọ. Đủ cái phương pháp đúng không anh chị? Đó, thì chúng ta trade mà chúng ta đâu có cần phải nhìn tin tức quá nhiều đâu tin tức chỉ là một cái để chúng ta phòng tránh rủi ro thôi nha anh chị nha anh chị lưu ý là như vậy thì em vẫn mong chờ chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng và phát triển mạnh ở trong thời gian tới thì trong video ngày hôm nay thì em đã chia sẻ tất tần tật về những cái thông tin cần cập nhật về trading về bầu cử và tất cả những cái vấn đề xung quanh nó để anh chị xem qua và thời gian tới rất là hy vọng anh chị sẽ đạt được nhiều may mắn bằng những cái sự tăng trưởng của Bitcoin, bằng những cái sự tăng trưởng của Anco nha anh chị nhá. Thì em cũng rất là kỳ vọng chúng ta sẽ có thể là chạm đến cái mức là 100.000 đô ở thời gian là 2024 của 2024 này và đầu 2025 tới nha anh chị. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay. Và nếu anh chị thấy nội dung này phù hợp với anh chị và nó mang lại cho anh chị những cái thông tin nó cũng nó mới ha và nó mở rộng ra thì anh chị đừng quên là hãy nhấn vào nút like nút đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh để ủng hộ team nhé và thời gian tới thì em sẽ làm những cái video đính kèm thêm những cái cặp giao dịch mà anh chị đang quan tâm ví dụ như con linh này ha ví dụ như con linh này thì ở đây anh chị nào muốn xem tiếp về con linh thì cũng có thể là xem em chia sẻ nhanh thôi con linh thì uh, em sẽ không nói về trading nha chị về ancon ở thời điểm này em không nói về trading đâu em chỉ trading bitcoin ở thời điểm này thôi còn về ancon á Ancon thì em sẽ phân tích với anh chị Bằng uh, uh, những cái Fibo ha, Bằng những cái hỗ trợ kháng cự Để anh chị nào mà gom sport Anh chị có thể là xem qua Thì đối với lại thằng Chen Linh Anh chị thấy rằng là gì Kể cả là về Fibo đi Một cái cách mà em hay trading luôn anh chị một cái cách rất là quen thuộc mà em hay trading thì anh chị thấy rằng nó đang nằm ở cái ngưỡng là 0.5 0.618 và nó cũng về tới ngay cái 0.786 này nó rút râu lên thì khi anh chị nhìn cái chè của trên nó đã tăng trưởng rất nhiều thời gian vừa qua sau đó nó sập về thì nó cũng có một cái giai đoạn tích lũy anh chị ờ à, nó có một cái giai đoạn tích lũy ở cái ngưỡng là khoảng 9 9 đô 8 đô 9 đô ha anh chị ha về cái ngưỡng sâu nhất của nó là khoảng 4 5 đô đây cái vùng tích lũy ở đây rồi thì anh chị nào gom spot đấy ở thời điểm này gom rất đẹp ờ, Gom cực kỳ đẹp Anh chị vẫn có thể là tiếp tục mua Anh chị DCA quanh những khu vực giá này Và, và cái tỷ lệ để nó về tới 5 đô Nó khá là khó anh chị Khá là khó ở thời điểm này luôn Cùng lắm nó về lại cái vùng là khoảng 8.6 đô này Em nghĩ rằng là sẽ có một cái sức bật lên mạnh mẽ hơn Ừ. nó sẽ cần phải có một cái sự uh, thoát ra khỏi cái trên giảm mà hiện tại anh chị thấy là chúng ta đang có cái trên giảm thì nó cần phải thoát ra và tăng trưởng lên ở thời gian tới đó là cái anh chị cần thấy và em thấy rằng là với cả cluster nữa đi nó cũng đang có một cái chiều hướng là muốn tăng trưởng lên rồi ở uh, thì đây là một cái thông tin khá là tốt dành cho những anh em này đang hold link cũng như là dành cho cái comment mà anh em đã uh, vào đây ủng hộ team và comment ở đây nhé thì anh chị nào muốn em bình luận nhanh về những cái con hàng mà anh chị đang nắm anh chị có thể là để lại cái comment ở bên dưới uh, thì em sẽ xem xét và cũng như là đưa ra những cái thông tin để anh chị cập nhật nhanh chóng hơn nhé rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau